Đây là 6 đối tượng bao gồm Nguyễn Đức Anh, Phạm Việt Đức, Nguyễn Đức Quân, Trần Minh Sang, Nguyễn Đắc Thắng và Nguyễn Văn Tường Huy đã đóng giả lực lượng kiểm soát phòng chống dịch để cưỡng đoạt tài sản, vừa bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ. Các đối tượng đã mặc quần áo dân quân tự vệ, ra đường tìm người, ra đường không lý do, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, vi phạm quy định phòng chống dịch. Khi phát hiện người vi phạm, sẽ yêu cầu dừng xe tiến hành kiểm tra và đe dọa người vi phạm về trụ sở phường để xử lý với mục đích làm cho người vi phạm sợ, phải đưa ra một số tiền để được bỏ qua. Dạ, quần áo này thì từ trước em đi dân quân ạ, bây giờ em không đi nữa rồi thì cái quần áo em vẫn giữ từ hồi em đi ạ. Còn những cái công cụ hỗ trợ mà dùng túi điện đấy thì em nhặt được ạ. Em nhặt được ở trên đường thì lúc ấy nó hỏng, nó là một cái vỏ rác thì em có nhặt về để em sửa. Và bây giờ em có cầm đi ạ. Và khẩu súng nhựa kia thì em mua ở hàng đồ chơi ạ. Thực ra còn bao cái bộ đàm kia thì em đi làm ở chỗ kiểu quán trà sữa ngày xưa thì bơ cái quán này nó sập thì em có cầm về ạ. Em thấy hành vi của em sai và em sẽ không hứa là sẽ không tái phạm lần nào nữa. Những cặp người vi phạm thì Đức sẽ xuống xe và Đức bảo là bắt cho anh em mấy đồng tiền lẻ uống nước. Và trước khi xuống xe là cha hỏi bằng lái xe kiểm tra giấy tờ, xong bảo gọi người nhà lên, họ bảo họ tuân thủ và họ có bảo là đợi em gọi người nhà lên. Trong một khoảng thời gian lâu nếu người nhà không lên thì là họ sẽ rút ví ra và nhét tiền cho em. Trước đó vào 1 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 8, tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện bắt quả tang các đối tượng khi đang cưỡng đoạt số tiền 341.000 đồng của anh DXL, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhóm đối tượng này đã thực hiện chót lọt 5 vụ và chiếm đoạt 3 triệu đồng. Các đối tượng lợi dụng màu trang phục của dân quân tự vệ của ban chỉ huy quân sự các phường và sử dụng cái trang phục này để chặn xe người đi đường, đồng thời đe dọa là nếu không đưa tiền cho các đối tượng thì sẽ đưa về công an phường hoặc là các chốt gần nhất để xử lý về hành vi vi phạm trong thời điểm phòng chống dịch bệnh. Đối với lực lượng dân quân tự vệ thì khi ra đường thì phải có lực lượng chức năng đi kèm phối hợp đi cùng. Lực dân quân tự vệ không có chức năng kiểm tra tuần sát kiểm tra để dừng xe người vi phạm. Và cái việc này thực hiện sẽ phải có kế hoạch riêng cụ thể của từng đơn vị riêng. Cũng theo lực lượng chức năng khuyến cáo, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, người dân chỉ ra đường khi thật sự cần thiết. Còn trong trường hợp bị kiểm tra giấy tờ, lực lượng chức năng sẽ phải có giấy tờ để chứng minh được chức danh của bản thân, nhiệm vụ thực hiện và nói rõ lý do dừng xe để kiểm tra.